hai vợ chồng bị truy sát trên quốc lộ ở miền Tây. Vợ chồng chị Quỳnh, 19 tuổi, trình báo bị hai thanh niên bắn, chém, yêu cầu đưa tài sản rồi truy đuổi suốt 10 km trên quốc lộ N2 cho đến khi có ô tô ứng cứu nạn nhân. Trình báo công an huyện Tháp 10, Đồng Tháp, chị Quỳnh cho biết, gần 1 giờ ngày 1 tháng 7 hai vợ chồng chị từ tỉnh An Giang lên tỉnh Bình Dương làm việc. Đến quốc lộ N2, đoạn giáp danh giữa hai tỉnh Đồng Tháp và Long An, họ bị hai thanh niên chạy xe Exciter màu xanh dương, mặc áo trùm mũ che kín cả mũ bảo hiểm, từ phía sau vượt lên áp sát. Tên ngồi sau yêu cầu chị Quỳnh đưa túi sách, nếu chống đối sẽ bị bắn. Vợ chồng chị Quỳnh hoảng sợ tăng ga bỏ chạy, bị hai thanh niên đuổi theo bắn, trong đó có một viên đạn trúng chân chị Quỳnh, một viên trúng mũ bảo hiểm của chồng. Tên ngồi sau còn lấy mã tấu chém vào chân chồng chị, nhưng không trúng. Theo chị Quỳnh, sau khoảng 10 km bỏ chạy, vợ chồng chị đi vào địa phận tỉnh Long An gặp ô tô chạy ngược chiều đã chi hô cướp để được hỗ trợ. Khi ô tô dừng lại, hai gã thanh niên mới quay đầu bỏ đi. Quốc lộ N2 nhiều đoạn khá vắng, nằm giữa đồng, là tuyến đường được nhiều người dân các tỉnh Kiên Giang, An Giang và Đồng Tháp lựa chọn khi đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông. Anh Nguyễn Thống, phụ xế ô tô, cho biết khi nghe tiếng vợ chồng chị Quỳnh hô hoán đã hạ kính xe hỏi thăm. Thấy họ bị thương, nói đang bị cướp truy đuổi, anh quyết định quay đầu xe, chạy phía sau hỗ trợ. Đến quán nước ven đường, cả nhóm vào nghỉ, xử lý vết thương ở chân chị Quỳnh. Sự việc được ghi hình, đăng lên mạng xã hội. Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với công an tỉnh Long An điều tra sự việc. Kiều Express.